Anh em mình bắt đầu nhá. Ngay theo như là kế hoạch là sang tháng 6, đầu tháng 6 này, chúng ta sẽ tổ chức thi chứng chỉ TEP 1, TEP 2 cho tất cả anh em sở dịch vụ. Để mình sẽ có cái buổi gọi là hướng dẫn anh em cách gọi là đọc học cách học gọi là khái quát về cái TEP 1, TEP 2. Thì trước khi vào học TEP 1, TEP 2 thì mình sẽ hướng dẫn anh em về nói qua về HTEP. Thì mỗi kỹ thuật viên sửa chữa chung vào thì chúng ta năm đầu tiên thì chúng ta sẽ học được và chúng ta sẽ thi cái chứng chỉ gọi là TEP 1. Đấy, từ sang năm thứ hai thì chúng ta có TEP 1 rồi, sang từ năm thứ hai thì chúng ta sẽ thi TEP 2. Đấy, và chúng ta sẽ TEP 3. TEP 3 đây nó là những một số những cái chứng chỉ mở rộng. Đấy, chứng chỉ mở rộng. Ngoài ra sau 4 năm làm kỹ thuật viên thì chúng ta sẽ đủ điều kiện thi qua ba cái TEP 2 thì chúng ta sẽ đủ điều kiện thi lên master. Thì master thì buộc phải thi qua ba cái TEP 2 là động cơ và phần điện và phần treo phần gầm ấy, thì chúng ta sẽ đủ theo thi master. Và điều kiện là phải đủ kỹ thuật viên phải đủ 4 năm trở lên thì chúng ta mới đủ tiêu chuẩn để thi. Đây là thi master, đây là cái điều kiện để trở thành để đạt để thi mình vừa nói rồi. Chúc anh em đạt kết quả cao. Đây thì bắt đầu Ok. thi bắt đầu học thì mình sẽ làm quen với cái câu hỏi của bên tem một trước. Thì TEP 1 thì nó có 3 phần: phần động cơ và phần điện và phần gầm gầm hầm mà treo á. Thì đây mình đi qua phần thì với cái câu hỏi như thế này, ví dụ như là hình trên mô tả về các chu kỳ cháy của động cơ thì ý nào sau đây là chứa các từ đúng để điền vào các vị trí như ABC. Đấy, ở đây nó có chữ ABC, anh em nhìn ABC, ABC là cái biểu tượng nào, B là biểu tượng nào, C là biểu tượng nào. Đấy. Đây, A là biểu tượng này đang nén này, B thì có cái biểu tượng cái châm lửa này, C thì có biểu tượng là khi đấy nó nổ này, là sinh công này. Đấy, thì mình nhìn như thế thì mình sẽ chọn đáp án nào. Không. Chung thử xem nó là đáp án nào, đúng không? Đúng 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 đúng, nó đáp án một không? Đúng không, một không, chắc chắn không? Rồi, ok, đúng là đáp án một. Đây chúng ta nhìn thấy này, đấy, quá trình nén này, quá trình đánh lửa, đấy, và quá trình sinh công. Đấy, mình đúng như thế là mình sẽ chọn thôi. Rồi tiếp theo chúng ta sang câu tiếp theo. Ba kỹ sư thảo luận về động cơ diesel, những thảo luận nào là đúng? A, động cơ diesel có từ tỷ số nén cao hơn động cơ xăng, do vậy hiệu suất nhiệt của nó cao hơn động cơ xăng. B, tuy nhiên do nhiên liệu tự bốc cháy nên quá trình cháy sẽ lâu hơn so với động cơ xăng. C, do vậy tốc độ lớn nhất của động cơ diesel sẽ nhỏ hơn động cơ xăng. Đấy, chúng ta sẽ chọn xem đáp án nào là đúng. Đấy, anh em sẽ nghiên cứu xem câu này, câu với câu này thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào trước khi chọn đáp án nào. Vĩnh nhé. Vĩnh xem câu này là đáp án nào. A đúng không? B đúng không? Thế chọn đáp án nào? Rồi, đáp án 4 đúng không? Rồi, ok. Chúng ta sang câu tiếp theo. Mô tả nào dưới đây về động cơ là đúng? Anh em đọc kỹ câu hỏi nhé. Mô tả nào dưới đây về động cơ dưới đây về
dầu động cơ là đúng đấy, thì theo tiêu chuẩn dầu nhớt SAE thì dầu 5W30 thường là loại hoạt động ở thời điểm ban đầu có nhiệt độ thấp tốt hơn là dầu 10W20. Hai, về nguyên tắc thì ở điều kiện xe hoạt động bình thường thì dầu động cơ cần được thay thế định kỳ khoảng 2 vạn km hoặc là 1 năm. Ba, sau khi nổ máy thì dầu động cơ được hâm nóng trong thời gian ngắn, do vậy nó làm ảnh hưởng tới làm mát của động cơ. 4. Khi dầu động cơ bay hơi, nó được tích lại trong bầu lọc than hoạt tính rồi tuần hoàn trở lại động cơ. Câu này đáp án 1 đúng không anh em? Đáp án 1 mặc định. Đúng không? Đây, câu này tất cả đáp án 1, 2, 2, 3, 4 đều sai. Đáp án 1 là đúng. Dầu 5W sẽ có nhiệt độ hoạt động thấp hơn dầu 10W. Ok nha anh em. Câu này thì nó đơn giản rồi. À, câu tiếp theo, mô tả nào dưới đây đúng về con đội thủy lực? Con đội thủy lực nó viết tắt là HLA nha anh em. Và con đội cơ khí là MLA. Một, với động cơ trang bị gọi là MLA, có nghĩa là con đội cơ khí đấy, thì cho phép khe hở supap luôn giữ bằng không ở mọi thời điểm. Câu này đúng không? Câu này nghe lại thấy nó không đúng rồi đúng không? Không có cái chuyện đấy, gọi là chỉnh khe hở nhiệt làm cái gì. Đấy, câu thứ hai, với động cơ trang bị con dầu con đội thủy lực HLA đấy, nhiệt độ và áp suất thấp thì sau khi khởi động động cơ sẽ có tiếng kêu. Câu này có hợp lý không? Câu này hợp lý đúng không? Hợp lý cái mình chọn luôn. Hợp lý cho luôn, đọc tiếp vào những câu sau. Câu sau, với động cơ HLA các số pháp được dẫn động trực tiếp bởi trục cam. Số pháp được dẫn động trực tiếp trục cam không qua ấy, qua con đội. Với động cơ đấy đúng không? Đây là bàn hai. Rồi ok. Câu tiếp theo, câu 5. Mô tả nào dưới đây đúng về hệ thống làm mát động cơ xăng diesel nói chung? Đấy, động cơ hoạt động tốt hơn khi nhiệt độ động cơ thấp. Nhiệt độ động cơ càng thấp càng tốt. Ừ, nhiệt độ làm việc tốt nhất là trong độ khoảng 80 90 độ. Câu này là nó không hợp lý đúng không? Nhiệt độ mà càng thấp thì khả năng mài mòn càng cao. Không hợp lý. Câu này nghe không hợp lý không? Quạt làm mát chất nước động cơ luôn hoạt động khi động cơ nổ máy để nâng cao hiệu suất làm mát. Quạt động làm mát thì anh em thừa hiểu là khi nhiệt độ là nóng đạt đến ngưỡng nào đấy thì nó mới quay. Câu này lại không đúng. Câu này không đúng. Van hằng nhiệt để hoạt động thông qua tín hiệu bằng keng lại sai nữa rồi đúng không? Van hằng nhiệt thì anh em thường thấy nó không có liên quan đến bằng keng cả, nó dùng nó so cơ khí bình thường thôi. Một số loại đời mới bây giờ là, như con Kona thì có dùng điện nhưng không phải không 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 phải là là qua bằng keng. Van hằng nhiệt được thiết kế ngăn chặn không cho nước làm mát quá nóng hoặc quá lạnh, giữ ở vùng tiêu chuẩn. Ok. Con này đáp án 4 anh em nhé. Van hằng nhiệt thì nó có tác dụng là khi mà nguội thì nó đóng lại, khi nóng thì nó mở ra để cho nước ra can két nước. Con này thì anh em mình chỉ đọc qua nó kỹ cái là mình hiểu ngay thôi. Pháo chung. Ok nhá. Đúng không? Đấy, đáp án 4. Rồi, câu thứ 6. Anh em xem câu thứ 6 này. Dầu từ đáy các te động cơ theta đi đấy, từ ba cái ngoặc này đến cái ngoặc này, cái ngoặc này à, đi tới cái khu vực phân phối tới các van piston vân vân và vân vân, liệt kê nào dưới đây chưa các từ đúng là điền vào các ô trống. Đấy, thứ nhất là từ bơm dầu đến lọc thô cho đến lọc tinh. Đấy, thứ hai là từ lọc dầu tinh đến bơm dầu lọc dầu thô. Thứ ba từ lọc thô bơm dầu đến lọc tinh. Tư là lọc dầu lọc tinh đến lọc thô và bơm dầu, cho đáp án nào anh em? Đầu tiên là lúc nào phải lọc thô trước đúng không? Lọc thô thì chõ chõ nó không phải lọc thô thô
các đấy các tê đến bơm dầu rồi đến cái lọc anh em thay định kỳ 1 vạn cây thay lọc tinh ấy. Đáp án này là đáp án 3. Rồi ok. Đây, câu thứ 7. Mô tả nào nói về mình học tiếp nhé. Hôm nay mình sẽ đi vào phần điện đi. Đấy thì như theo anh em biết thì là điện thì nó có mấy phần. Phần điện body, điện giao mạng giao tiếp này, và điện hệ thống điều hòa nó cũng nằm ở trong phần điện hết. Thì hôm nay mình sẽ đi cái phần hệ thống điện body trước. Điện body thì ví dụ như là một cái câu hỏi nó như mình học hỏi như thế này. Thì nó có một câu hỏi như này thì mình cứ làm theo mình đọc cái bài câu hỏi này. Mô tả nào dưới đây đúng về chức năng bảo vệ mạch của đèn IPS thì mình sẽ hiểu là IPS là gì, cũng như hôm qua hôm trước học mấy vấn đề là phần điện thân xe đấy, điều khiển thân xe đấy. Hôm trước coi khóa điều khiển thân xe đấy, anh em nghiên cứu cái điện IPS thì IPS thì nó là cái gì, chung còn nhớ IPS là cái gì không? À, đúng rồi, cái này nó là cầu chì với dơ le tích hợp ở trong này. Nó giờ con này nó là IPS này là một con bán dẫn thay thế cầu chì và dơ le, đúng không? À, khi có dòng chập dòng thay vì vấn đề là đứt cầu chì bây giờ là nó ngắt luôn, hoặc là nó xuất điện ra mà nó không thấy có tải nó cũng ngắt luôn để bảo vệ, đúng không? Thứ hai tiếp theo nữa là nó ổn định dòng điện, ổn định dòng điện để đảm bảo tuổi thọ của các thiết bị tia điện. Đấy, thì mình xem cái mô tả nào đây nó đúng. Ví dụ như là đèn nó cho đáp án thứ nhất là đèn cốt này bên phải này. Đèn cốt bên phải này. Ngắt ngắt giắc kết nối thì nó điều khiển cho đèn cốt bên trái nháy nhanh hơn, có đúng không? Ví dụ ý này có đúng không? Ví dụ như mình ngắt đèn cốt. Đấy, đèn thứ hai là ngắt cái đèn cốt bên phải. Đây không phải là ngắt giắc mà là kiểu như là chập lặp lại, chập mạch, chập chập ngắn mạch, có nghĩa là cho chạm mát thì nó điều khiển đèn cốt bên trái sáng gấp đôi, có phải không? Ý này có đúng không? Này, đèn xi nhan bên trái ngắt giắc kết nối ngay lập tức điều khiển cắt nguồn cho tất cả các đèn xi nhan còn lại, có đúng không? Đèn xi nhan trước trái. À, khi ngắt giắc kết nối này thì nó điều khiển cho xi nhan bên trái nháy nhanh hơn, đúng không? Nghe đèn xi nhan thì cái thằng này nó ăn vào hộp body thì có một bóng nào mà ngắt giắc kết nối hoặc là nó cháy bóng hoặc là mất một giắc là nó cái những cái đèn còn lại của cái vế bên đấy là nó sẽ nháy nhanh lên để cho mình biết là nó cháy bóng, phải không? Câu này đáp án 4 đúng không? Đây, chẳng hạn như đây có một cái câu tiếp nữa, đó là các dữ liệu về kê dưới đây, dữ liệu nào thay đổi khi mà bật công tắc đèn cốt. Khi mà bật công tắc đèn cốt thì có A, B, C, D, E này. Có những cái nào thay đổi? Cái A này là cái đèn hết lam switch, có nghĩa là cái công tắc đèn 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 đèn, đèn, đèn đầu ấy, đúng không? Nó có thay đổi không? Hết lam high switch có nghĩa là đèn công tắc đèn chiếu xa ấy, hết lam loud signal output cái tín hiệu của cái thằng đèn 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 đèn, 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 đèn chiếu gần đấy thấp đấy, đúng không? D thì là cái hết lam high output, E thì hết lam loud output. Nên nó là cái nào thay đổi khi khi bật công tắc đèn cốt. Đầu tiên là cái thằng đèn đầu này là phải bật là đúng rồi, là phải thay đổi cái này, phải không? Đấy, thứ hai là thằng C có thay đổi không? C có thay đổi không? Có E nữa đúng không? Là on ba đúng không? ACE thay đổi, đây là nó bật cốt mà. Bật cốt tất cả những cái tín hiệu của liên quan đến đèn cốt là sẽ thay đổi. Đó.
mình bật lên để mình coi, đây là mình cho chưa bật. Đúng không? Đây con này sẽ cho mình sẽ chọn đáp án 3. Đấy là ví dụ thế, đúng không? Ở đây nó có một cái hoạt động của cái hệ thống gạt mưa. Xin này đây có sơ đồ. Thì đây người ta nói là mô tả cái thứ trình tự hoạt động của chế độ INT gạt mưa như sơ đồ. Để chọn ra một trong bốn ý 1, 2, 3, 4 mà liệt kê thứ tự hoạt động đúng. Này thì là như này, mình chọn là như này. Có nghĩa là bây giờ kiểu như là mình sắp xếp đáp án nào đầu tiên trước. Đó, đáp án đầu tiên trước mình dùng phương pháp loại trừ đầu tiên A, tất cả đáp án đều chọn A đúng không? A là cái gì? Là khi VCM nhận được một tín hiệu công tắc, VCM bật relay gạt mưa để cung cấp nguồn ban đầu cho motor gạt mưa. Đó, bắt đầu từ A này. Đấy, xong bắt đầu là chọn là B thì có hai đáp án, C có hai đáp án. Đấy. Mình chọn sẽ là chọn là B hay là C. Điện áp ắc quy cấp cho motor gạt mưa qua công tắc dừng spark quick cái bên cuối cùng thì cho tới khi gạt mưa trở về vị trí ban đầu, vị trí thấp nhất. phải C thì nhưng mà cái C đó phải chứng bật khi gạt mưa đúng, tắt là đúng. tắt dơ le thì Ừ, đúng, xong đó là có nghĩa là bật cái là nó tắt ngay, tắt ngay dơ le. Còn còn cái motor quay theo là nhờ công tắc spark đưa quit. Có nghĩa là mục đích của nó là chỉ kích hoạt lên để cho con cái motor này hoạt động, cái khi hoạt động cái là ra khỏi cái vị trí này, cái là chỉ ra khỏi cái vị trí cuối cùng dưới kính, cái là nó sẽ nhờ cái công tắc này để nó quay tiếp. Em hiểu chưa? Cho nên nó là tắt là đúng rồi. Nó mà đóng liên tục thì khỏi phải khỏi khỏi có cái chế độ tạm gián đoạn. À, sau đến C đúng không? Khi đến C rồi thì mình sẽ lại có hai đáp án, một là quay về B, hai là lên D. Đúng rồi, A, C, B, D. Cái này sẽ là A, C và sẽ đưa lên B và D. Mình làm mình sẽ phân tích theo cái kiểu dạng thế thôi. Đây nó lại có một cái dữ liệu trong hộp BCM liên quan đến hoạt động của gạt mưa, cái loại không có cảm biến gạt mưa tự động. Mô tả nào dưới đây không đúng, mô tả không đúng nhé. Từ một thông tin dữ liệu bên trái, bạn có thể kiểm tra tình trạng của công tắc gạt mưa. Đấy, tình trạng của công tắc gạt mưa kiểm tra được không? Khi chế độ INT hoạt động thì dơ le gạt mưa sẽ được điều khiển đóng mở và lặp đi lặp lại. Đúng rồi. Từ dữ liệu bên trái bạn có thể kiểm tra tình trạng công tắc gạt mưa ở tốc độ thấp. Dữ liệu về gạt mưa ở trạng thái tắt và trạng thái hoạt động ở chế độ thấp trong service data là giống nhau. Câu nào? Ở đây là không có cái công tắc nào cái chế độ gọi là thấp cả. Đây ví dụ như cái này, bạn có thể kiểm tra tình trạng công tắc ở gạt mưa trước tốc độ thấp, không có trong cái bảng dữ liệu này, không có cái công tắc ở bảng dữ liệu thấp, thế cho nên là mô tả này không đúng. Anh em nhìn thấy đây nhé, whipper loud relay, đây có nghĩa là cái tín hiệu gọi là relay chế độ thấp thôi chứ không có cái chữ switch switch whipper loud switch cơ. Đấy, water này, whip này là công tắc phun nước này. Đấy, mình phải nhìn nhìn cái này, nó bảo công tắc gạt mưa chế độ thấp này là không có. Không có thì mô tả này là không đúng. Đúng không? Ý nào dưới đây chỉ ra chế độ gạt mưa đang hoạt động, chế độ gạt mưa đang hoạt động, chế độ gạt mưa đang hoạt động.
Bài đầu tiên là ACC OOP này. IOOP này. INT switch on này. Đấy. Đúng không? Đây là đang chế độ ILT đang switch on này, có nghĩa là cái thằng này đang chế độ ILT đang hoạt động. Mình sẽ chọn thằng 2 đúng không? Còn khi thằng này LT này hoạt động mặc định nó sẽ đóng sự cơ dơ le lao, có nghĩa là chạy chế độ thường chứ không phải chạy chế độ nhanh. Đây sơ đồ mạch điện bên dưới nói về hệ thống điều khiển khóa mở cửa trung tâm bằng nút bấm khóa mở đặt trên công tắc chính. Mô tả nào dưới đây không đúng. Hộp SGB hoặc hộp nối IP phát hiện ra điện áp cho sự nhận biết tình trạng hoạt động của công tắc mở khóa mở cửa khóa mở khóa. SGB điều khiển dưới le khóa mở khóa bên trong để thực hiện khóa mở cửa. Mô tả nào dưới đây không đúng. Khi chế độ khóa cửa hoạt động thì điện áp tại A là 0V và B là 12V. Khóa cửa hoạt động khóa đâu? Đo lóc đây đúng không? Đo lóc hoạt động thì A là 0. A là 0. Đúng rồi. Thằng này đóng này. Thì thằng này sẽ phải là mở. Thì thằng này mở ở đây là mát. A là 0. B cũng vẫn B 12 à? A chân A chân B đối nhau. A 0. Không này nghe có vẻ là không hợp lý nhỉ. AB khả năng là nó lên đây, mình đặt đây sẽ không đúng, khả năng nó ở đây này. AB đặt ở đây này, A đặt đây này. A này không đặt ở đây là không đúng rồi. Thằng A này đang đặt không đúng rồi. Về phải xem lại. Thằng A nó đặt ở vị trí này. Thằng A đặt ở vị trí này. Thằng B đặt ở vị trí này. Hai chân này. Cái này là mình sửa. File này là mình sửa mà. File này là mình làm hay lại là hết mà. Còn khi dơ le hỏng khóa này, bạn chỉ cần thay một dơ le khác, cái dơ le này không thay được. Thực ra thay được nhưng mà mình phải dỡ hết bả cầu trì ra mình thay. Nhưng mà có nghĩa là đây là ý đang nói là mình có thể thay là mình rút dơ le ra. Này, nhưng mà cái vấn đề đặt ra là khi dơ le khóa cửa bị lỗi, bạn chỉ cần thay thế dơ le này bằng dơ le khác. Nên nó làm tích hợp trong này mình không thay được. Nhưng cái vấn đề đặt ra không đúng là đây vị trí AB A ở đây cơ mà, có nghĩa là anh đang muốn sửa cái file này là cái A này đặt ở vị trí chân số 13 này, B đặt chân số 1 này. Con viết đây mình xem lại cái này, đây này chân AB nó đặt như này này đấy, hiểu không? Chân 1 và chân 13 đây, liệt kê dưới các giá trị tại A và B khi khóa cửa, chọn ra ý đúng.
Đấy, khi khóa khóa cửa hoạt động, là thằng đo lóc này on, có nghĩa là chân A, cái rắc A rắc B này thì vị trí AB này sẽ là dương. Đấy, khi A dương có nghĩa là mình không quan tâm nữa mà mình quan tâm đến vấn đề là vị trí này là lóc. Khi chế độ khóa cửa đang hoạt động chọn đây đúng, khi lóc thì có nghĩa là thằng thằng này tiếp điểm bên này đóng sang bên này, đóng bên này thì A sẽ bằng 0, mà lúc đấy B sẽ là 12V, A bằng 0, A chuyển sang 0, A chuyển sang 0, A từ 12 chuyển sang 0, B 12, A đây A 12 chuyển sang 0 và B là 12V, thì ra cho chọn đáp án 1 đúng không? Phải không Vĩnh? Vâng. Chả thế nó đang từ 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 12 chuyển sang 0. Đấy, nó không vẽ thế. Đấy, đáp án 1. Đây, đáp án dựa vào cái sơ đồ mạch điện và dữ liệu hộp SCB dưới đây, chọn ra ý đúng về giá trị đo điện áp được liệt kê bên dưới. Đây, chẳng hạn như là tại A, B, C, D. Đúng không? Đây, anh em nhìn thấy đây đang là unlock này. Lọc ngoài A bốn cửa chọn ra ý đúng. Chọn ra ý đúng. Ăn lóc người ăn lóc này. D bằng 12, D bằng 12 là đúng rồi. B, B bằng 0. Không đúng. Đây con này là D bằng 12 là đúng rồi. Tại vì khi unlock cái bọn này là bằng điện đây là 12V. Đúng không? Cái này sai. C, C lúc unlock này C bằng 0. Đây là ghi, đây lại ghi là 12. B, B bằng 12 thì đây B bằng 0. Thằng này bằng 2, sai hết, bọn này sai hết, còn mỗi D đúng rồi. À, không, mình tìm lần lượt. Có nghĩa là bây giờ thằng này là đang unlock đúng không? Đây, biểu tượng trên data là đang unlock này. Mở unlock thì cái có nghĩa là con dưa này đang đóng, mà đóng rồi mặc định thằng D này là 12V. Mình nhìn sẽ vào là 12V. Đấy, khi đóng rồi thì mình cũng nhìn hiểu như là kể cả sang bên này A chắc chắn là lúc này nó sẽ là âm rồi. Đây nó là sai. Hai thằng này thế nó đang ngược nhau. Thằng này là 12 thì đây là 0. Thằng này 0 thì là 12, mỗi thằng D là đúng. Đúng không? Đấy, cái này cũng tương tự thế. Mình lại cũng lại phân tích như thế. Ở chế độ ARM này, cửa xe bị mở cưỡng bức, không dùng chìa khóa, điều khiển từ xa và chuông báo bật lên trong giá trị ABCD thì giá trị nào không đúng? Giả thiết cabo đang đóng. Đấy, giả thiết cabo đang đóng, cabo đang đóng, cabo đang đóng. Cabo đang đóng có nghĩa là cái nút hôn switch này là đang đóng. Đang đóng có nghĩa là sao lại bằng 0? Là rút rắc ra chứ. Có nghĩa là hở mạch con này bằng 12V chứ mày. Thế con này sai rồi. B bằng 0 là đúng, là sai rồi. Giá trị nào không đúng? Cabo đang đóng bóng, anh em mình giả lập cabo đang đóng lúc nào cũng ra rút rắc thế. Để cho nó ngắt điện này. Mà ngắt điện thì đứng thằng B này phải bằng 12V. Phải không? Phải không Vĩnh? Mình mọi lần là mình giả lập bằng cách cabo đang đóng, bằng cách mở cabo nhưng mà rút rắc ra để cho nó hở mạch đấy. Mà hở mạch thì chân này trong này phải là 12V chứ. Thế là B, câu B là sai rồi. B này bằng 0 là không đúng. Đúng không? Đấy, nó sẽ là 12V. Kể từ khi xe đóng cabo rồi, mũi xe đóng.
ý nào dưới đây không phải là điều kiện chế độ ARM hoạt động. Lại hỏi lại anh em cái loại hôm nọ mình cũng học rồi, ARM là cái gì ạ? Từ nãy giờ cái này nói rất nhiều. ARM này là kích hoạt cái chế độ chống trộm đấy, không phải điều kiện để chế độ ARM hoạt động. Đo lóc trạng thái có cần lóc cửa không, cửa có cần đóng không, cabo cần đóng không, giờ là báo động cần on không. Cái này không cần thiết nhỉ, phải không? Cái 4 này không cần thiết. Mô tả dưới đây về BCM điều khiển khóa cần số của hộp số tự động mà mô tả nào không đúng. Mô tả nào không đúng? BCM nhận tín hiệu từ chìa khóa on và tình trạng công tắc bàn đạp phanh. Đúng không? Nếu vị trí P hoặc N khi mà IG on thì bạn có thể chuyển số tới giờ mà không cần bàn đạp phanh. P hoặc N. N về R thì được nhưng P về R thì không được. N về R. N về R thì được. N về R thì được. Câu nào đúng, câu nào không đúng? Về câu 2 là không đúng. Không cần đạp phanh nào trên phanh. Cái vậy. Khi tốc độ sắp xe thấp 7 P về R hoặc thấp hơn nếu đạp phanh thì bạn có thể di chuyển D sang R. Đúng, đúng. B, CM ngắt van hay điều khiển hoạt động cần số. Câu nào? Đáp án nào? Số 2 thôi. Số 2 à? P vừa là phải đạp phanh như thế này. Vào. Đạp cái này cũng đúng. Cái số 2 thôi. Vào không Vinh? Đang ở số P không đạp phanh chả giờ ra được số rồi. Đúng không? Không đạp phanh chung có chứ. Chung nói lắm. Ngồi lên lỗ máy suốt gì đấy. Các mô tả ở dưới đây nói tới các dạng điều khiển đèn, ý nào trong bốn ý bên dưới mô tả không đúng. Chức năng ESCode của đèn pha, trong khi đèn pha code sáng, chế độ này sẽ điều khiển cho đèn không tắt khi mà bạn đã tắt chìa khóa. Khi muốn tắt đèn, bạn bấm nút unlock, nút lock trên chìa khóa hai lần đèn sẽ tắt. Nếu bạn rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa và mở cửa xe trong khi đèn nhăn tét đang sáng thì đèn này sẽ tự động tắt để tránh tiêu hao điện ắc quy. Trên xe mở đèn xi nhan được điều khiển bằng IPS của SGB thì đèn khẩn cấp sẽ được điều khiển bằng relay. Đoạn 4 sai. Đúng rồi. Câu 4 sai. Ý nào dưới đây không phải là điều kiện hoạt động cho chế độ gọi là tự động tắt của đèn tét, đèn tai ấy, auto cắt này. Đúng rồi, tín hiệu này là tín hiệu gì, chung tín hiệu gì đấy? Anten là tín hiệu gì? Anten là tín hiệu gì? Cái tín hiệu đầu tiên là cái gì? Đầu tiên là công tắc đèn năng tét. Cái thứ hai? Thứ hai là chìa khóa cọp. Thế cái thứ ba? Cái thứ ba là công tắc khóa cửa bên người lái đang mở. Công tắc cửa chứ không phải khóa cửa. Công tắc cửa. Thế cái thứ tư? Đấy, tư là anten tín hiệu. Anten L. Đây có chữ anten đây à? À. Chữ này là anten à? Cái này là tín hiệu của máy phát, đèn tắt, đèn báo sạc. Cái này không liên quan. Cái này tín máy hiệu. Sạc. Đúng không?
mô tả nào dưới đây về chức năng hỗ trợ đèn pha cốt khi tắt chìa khóa điện, mô tả nào không đúng? Nó tự động bật đèn pha cốt khi lái xe cầm chìa smart key tới gần xe. Mô tả nào không đúng khi tắt chìa khóa điện? Đây, nó tự động bật đèn pha cốt khi xe, lái xe cầm chìa khóa smart key tiến gần xe. Câu này nghe đã thấy không đúng rồi. Nếu bạn không muốn sử dụng chức năng này, bạn có thể vào cài đặt trên đồng hồ user setting mode. Nếu bạn muốn lock trên chìa khóa hai lần khi tắt máy thì đèn pha cốt sẽ tự động tắt. Bây xem điều khiển chức năng hỗ trợ đèn sáng pha cốt khi tắt chìa khóa điện. Này đáp án 1 sai đúng không? Đến gần hoặc cầm smart key đến gần đó. Nó chỉ có đèn chào là mở gương đi sáng tay nóng. Đấy gọi đèn chào, welcome. Đúng không? Hình bên dưới là mạch đèn pha cốt ở chế độ bật công tắc đèn pha trong trường hợp công tắc đèn cốt được bật. Ý nào dưới đây liệt kê giá trị đo A, B, C là đúng. Đấy, đèn cốt đang bật nhé. Đèn cốt bật, đèn cốt bật. Đèn cốt bật. Đèn cốt bật đầu tiên là thằng này. Đèn cốt bật A bằng 0, đúng không? A bằng 0. Đầu tiên A bằng 0. À quên. Em nhìn hình này, biết là chúng ta vận chuyển từ bên nào? Hả? Thế bình thường khi bật đèn cốt thì công tắc ở đấy là cái nào? Không hiểu à? Không hiểu à? Chưa hiểu. Cái này này đúng không? Nó ra đến đây. Nếu mà nó ở vị trí này thì là đèn cốt rồi. Không biết thằng này là hai luôn. Thằng này mà nổ cái xăng lên là có nghĩa là hai này đúng rồi không? Thì là đèn pha sáng. Thành 12 sáng. Không, trong này nó không có cái biểu nó mà. Thì nếu mà nó gạt sang bên pha thì bên là A là bao nhiêu? Nó là sang pha thằng này là không. Cả hai này một hôm rồi. Thằng này đúng rồi. Đây, không. Nghĩa là khi đấy trong này nó tự điểm nó trong một cái tiếp điểm trong này. Đấy. Tại vì chưa biểu không. Nếu mà cốt, nếu mà đèn lao vật thì thằng 19, thằng A này sẽ là 12V. B, C bằng 0. B. B là 12. B không, B không, B. Đang nói chế độ đèn pha mà. C bằng 0 là đúng rồi. C bằng 0 có. Thằng này cũng bằng 0. À đâu? À đâu? 1 là 4. Thế 1 đúng. Thằng này vẫn là 12. 12. Thằng này vẫn là 12 khi thằng này đóng bắt đầu nó mới ra 0 cơ. Thế mới là đúng. Khi đóng thì bắt đầu A bằng B là 0. Ờ, thằng này bằng 0. Có nghĩa đang phân vân đáp án 1 và 4 đúng không? Anh không, khả năng có nghĩa là khả năng khi mà bật pha khi nối pha nhảy pha thì đấy là đèn nhảy pha đấy. Đây đang nhảy pha đây thấy. Nhảy pha một pha thì là tất cả là không hết. Đâu, nhảy pha là thằng này đá sang thằng này. Đá dính nhau luôn nhỉ. Ờ, thằng này dính vào thằng này vào đây cái là nó sáng. Anh nghĩ là thằng B này là 12. Khi nào đóng mở pha thì nó là cốt. Nhưng mà nghe nó cũng vô lý. Nhưng mà thực chất là trong này nó có một cái tiêu điểm. Khi bật pha nó mới sáng. Thế thì lại là đáp án 1. Nó đang phân vân là 1 đến 4.
còn bình thường nó là không, không phải là nó không đâu. Bình thường nó là 12 đấy, khả năng nó là đáp án 1 đấy. Xem nhé, 3 không lý này, không 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 không, ý nào đây là đúng, bật cốt mà, bật cốt cả pha luôn, không không, bật cốt thì là công tắc nó giữ nguyên như hình ra vẽ. Ừ, nhưng mà đây nó là bật thế, đèn thế pha. Thế như thế là sao lại A lại là không vui? Đấy, chế độ cũng tắt thế, đèn pha. Thế nó mới buồn cười. Đấy, nhưng đây cái công tắc đấy em đọc thử. Thằng này nó không thể là không được đúng không? Đúng. Đáp án này không đúng. Về nghiên cứu lại. Nếu mà đập thằng này nó phải... Ý nào liệt kê giá trị điện áp tại A, B, C là đúng? Không, 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 không. Ba cái bằng không. Thằng này bằng không là đúng rồi. À. Khi bật ở đây thì thằng này nó không chạm vào thằng nào cả. Đúng không? Nó chả liên quan gì không à? Thôi về nghiên cứu công tắc này. Điểm A bằng không đang nói là nó đang bật cốt. Bật cốt thì thằng A. Như thế này thì cốt thằng như này phải cốt bằng 12. Chạm hết vào nhau. Nếu thế thì khác gì, khác gì thằng này nó về đây chế độ pass nhỉ? Phải không? Nó đang nói về sẽ đặt đầu cực của A vào bên trong nó. Để khi công tắc đèn pha cốt được chọn, điện áp kéo lên, B được nối đất. Mình nhìn thấy nó cũng không hợp lý lắm. Công tắc được chỉnh độ sáng vào đâu ạ? Thôi được, cái câu này mình nghiên cứu sau nhé. Về nghiên cứu này, mô tả nào dưới về dữ liệu current data của SGB liên quan tới hoạt động của đèn. Mô tả nào đúng? Khi S làm 2 output ở tình trạng on, bạn có thể nghĩ rằng đèn pha đang hoạt động bình thường. Chưa hẳn, nếu bạn nháy pha thì giá trị hết lam chuyển sang on. Đúng rồi, cái này đúng rồi. Nháy pha thằng này sẽ chuyển sang on. Khi bạn bật công tắc đèn khẩn cấp, giá trị tuần lai shift và tuần lai cũng chuyển sang on. Cái này nghe có vẻ không đúng. Khi khi hit option, có nghĩa là khi cái loại đèn có option hit được chuyển sang on, EPS thực hiện điều khiển. Cái này không đúng này. Cái này sai. Mô tả nào đúng? Cái này sai nữa này. Bây giờ đang chọn còn cái này và cái này. Cái hai đúng, cái một sai. Cái hai đúng. Cái một thì nghĩ rằng đèn pha hoạt động bình thường. Nó có liên quan công tắc, nó liên quan đến dơ le, bóng đèn bảng dưới đây nói tới các dữ liệu của đèn xe. Ý nào liệt kê đầy đủ dữ liệu chuyển sang trạng thái on trong lúc thực hiện nháy pha. Nháy pha ABC. Nháy pha đầu tiên là đèn tai cũng on. Đúng, đèn tai on đấy. Không mà đi. Không à, đây thôi, đây chỉ có một đá pha thôi thì chị không cần phải tai nữa. Đọc đổ, đổ máy lên đá pha là được. Nhưng mà nó cho chọn lại chỉ B thôi. Mỗi B.
đã pha đèn tai, khả năng đã không cần tai, khả năng đã pha nó không sáng đèn tai. Nghe mỗi đèn tai. Nếu đổ máy nó không bật cái công tắc ấy. BC. Cả pha cả cốt à? Thế thì phải bật đấy à? Phải bật công tắc cốt lên à? Không phải đá pha. Khi xả nhảy pha cốt chuyển cốt qua, pha cùng chuyển sáng một lúc chuyển qua được chọn chuyển qua đâu được chọn BC à anh xem khi công cái này chuyển nó qua được như cái loại đèn nào có hai đèn chứ một đèn làm sao nhảy chẳng như nhảy hai thấp đèn nhảy đó pha thấp và cao mà nó cùng lúc pha thấp và cao chỉ có đèn cốt và đèn pha. Cái loại bóng cốt bóng pha riêng thì nó lại không có cái hộp SGB. Không. Đúng rồi. Nó có đồng một bóng, đồng một tóc. Không. Chả thế nó kiểu như accent ấy. Nó đèn H7 ấy. Thì nó sáng hết. Nó có một bóng đèn. Nó có một bóng đèn thôi. Sáng hết. Thế mày gì? Không biết thì bóng bóng đèn phải có hai góc chứ thì nó mới đá được. Anh lại đi kiếm con đèn mà có một bóng cả pha cốt. Một bóng mờ một tóc. Đây pha cốt chưa thấy mà. Đây chưa thấy. Thôi bỏ qua không bàn tán cái vấn đề này nữa. Mai không phải xem, nó là thực tế là như thế. Ta cũng trông chung một bóng mà. Chả thế, không cãi nữa. Nhưng nó là hai tóc, không phải hai tóc trong một bóng. Này. Một tóc. Cãi thì gì thì cãi. Cãi cứ nghĩ là trong đầu mình đúng. Mình phải nói đầu tiên là phải nghĩ trong đầu là mình chưa hẳn đã đúng. Mình chẳng qua chưa thấy thôi. Bây giờ nó không như ngày xưa nữa. Có phải là đèn Y10 đâu mà hai tóc. Đúng không? Tay làm hay rồi nhưng không đẩy nữa. Bây giờ cái đèn chẳng hạn như đèn con có đây đèn cha suốt ngày làm bảng tin đi. Pha cốt nó chung một bóng thôi, nó chỉ có một cái khi bật đèn pha là nó có cái hít để gật gù. Làm gì có bóng nào nữa. Đúng không?